Em chào các bác. Hôm nay thì em có ghép một bộ karaoke cho một bác ở Thái Bình với số điện thoại là 01297 363 9092. Bộ karaoke em ghép cho bác gồm những cái sản phẩm sau. Thứ nhất là một con đẩy DP450, dòng đẩy 12 xò 12 bộ áp, nguyên zin mới 95-96%, mặt ngoài vẫn còn mới luôn, bên trong nội thất nguyên zin hoàn đẹp. Thứ hai là một con vang số thương hiệu của DSP DG6000 chạy chip Yamaha, chống ú là cực là tốt, tính mic lên được 100 và tiếng mic nhạc lên được 110, hát rất là nhẹ. Thứ hai là một con lọc xì dòng 231, dòng 2 tầng riêng biệt 62 cần gạt và mỗi một mạch lọc là một tầng riêng. Đấy, các bác lưu ý. Tên model của nó là NE60, nhìn cái rất là mới. Và một đôi loa BMB850 hàng của China, hàng nội địa China nha các bác nhé, hàng bãi nhé, 850. Những hàng của mình rất là đẹp. Đây mặt sau China BMB 500W, tem mã còn nguyên, tem 7 màu còn nguyên. Chọn bộ thì em sẽ tặng luôn những cái rắc hàng xịn luôn các bác nhé. Từ rắc Canon, ra Canon, rắc AV, rắc 6 ly. Đấy, đều hàng chuẩn hết. Đây mặt sau. Đây, con lọc vẫn nguyên zin, còn chưa, vẫn còn nguyên tem nhé. Nguyên tem bên đấy về, chưa xé mác gì nhé. Đấy. Sau đây thì em sẽ test nhạc. Lưu ý là chọn bộ này là tất cả là full hàng ngoại các bác nha. Mic thì sẽ là mic KS90, dòng mic hát rất là nhẹ, em có quảng cáo trên kênh YouTube của em rồi. Xuất xứ là Mexico. Đây. KS M9 ạ. Hát rất là nhẹ, tiếng rất là trong luôn. Em sẽ thử luôn mic cho các bác. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Và em sẽ thử luôn một ca khúc nhạc vàng, nhạc bolero cho các bác. Cô đời mà
Ở sau đây thì Micro Audio sẽ test luôn một bài karaoke nhé. Đây em đang hát với mic KS-M9. Hôm nay thì giọng cũng rất là khàn, ốm hai hôm nay rồi. Thì cũng sẽ cố làm một đoạn video về karaoke cho các bác thưởng thức luôn. Gần từ đây đến đây chắc là cũng được là tầm mét dưới thôi. Đấy. KS-M9. Phải thay. Em có còn thương nhớ gì không? Trong những đêm lạnh giá thanh trường. Một hồi lệ bóng đơn côi, lời yêu ai đành giản dối, kỷ niệm buồn che khuôn vành môi. Hôm pháo hồng trường ngõ nhà em, tôi đứng trông mà tái tê lòng. Bạn hoàng không biết tại sao lời ta giờ đây giản dối, những ân tình sao giờ lìa xa. Còn nhớ tiếng nói thơ môi, lời yêu một người, tình sẵn tuyệt vời mà ta đã trao. Mới hiểu nhận thế đổi thay, khi chạm tay người ngoài xa người. Người thì tính toán lời toan, người thì chắc vì gian dối, ngâm tư đời ta buồn mình ta. Cho các bác thưởng thức một đoạn karaoke, tại vì cái giọng của em nó hôm nay cũng hơi ồm, với thứ hai là ho mấy hôm nay rồi. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Micro Audio với số điện thoại là 0977 434361. Em ở Cầu Giấy, Hà Nội.